vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Vận đỏ ập về, sự thật cả đời vất vả. Tân Hợi, sinh năm 1971, từ nay về già tới năm 60 tuổi. Hợp vía thần tài, phát tài nổ lớn, trúng lộc lớn vô cùng, tiền quyển kéo về ào ào, vươn lên giàu có rực rỡ. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị cô bác đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị cô bác anh chị, đa số những người sinh năm 1971, tuổi Hợi là những người hiền lành và phúc hậu. Tuy nhiên, họ lại ít nói và trầm tính, là những người có tính cách cứng rắn và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong công việc. Họ luôn nhận được sự yêu mến của mọi người vì sự nhiệt tình chân thành, biết lắng nghe của bản thân. Đặc biệt, các bậc thầy tử vi học phương Đông có đưa ra nhận định vận trình từ năm 54 tới năm 70 tuổi của Tân Hợi sinh năm 1971 không gặp phải quá nhiều khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, công thành danh toại, quý nhân soi đường chỉ lối, làm ăn tiền bạc chảy về nhà ào ào, muốn nghèo cũng khó. Vậy cụ thể vận trình tử vi của mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi và lắng nghe. Đầu tiên, tử vi xin được gửi tới quý vị cô bác bố cục của quẻ luận ngày hôm nay. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. 2. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ 54 tuổi về sau tới năm 60 tuổi, trên từng phương diện, sự nghiệp tài lộc, tình duyên gia đạo, sức khỏe. 3. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 và bây giờ. Xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu chi tiết nội dung dưới đây. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 theo ngũ hành. Người sinh năm 1971 thuộc mệnh kim, nạp âm, hoa xuyến kim, tức là món trang sức quý giá được chế tạo từ bạch kim. Người sinh năm Tân Hợi thường cứng rắn, luôn giữ mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Niềm đam mê của họ là những món ăn ngon, thức uống hấp dẫn. Tân Hợi kiên nhẫn, tốt tính, phóng khoáng và là một người đáng tin cậy. Nếu bạn cần sự giúp đỡ hỗ trợ từ họ, họ thích được nâng niu, trân trọng, thích phong thái thanh lịch, nhẹ nhàng, ôn hòa, không thích cuộc sống bon chen, không chấp nhận những hành động thô lỗ. Cũng vì vậy, nên Tân Hợi không thích giao du quá nhiều. Nhìn chung họ có tính tình hòa đồng, vui vẻ nhưng hơi cô độc. Tân Hợi là người hiền lành, không để bụng. Thường thì họ không hay trách cứ người khác, nhưng khi đã ghét ai rồi, thì đến vết nhỏ nhất họ cũng sẽ sáng soi mói, vạch lá tìm sâu. Những người tuổi Tân Hợi đa phần biết hưởng thụ, thích cuộc sống vật chất sang trọng xa xỉ, thích tự chiều chuộng bản thân nên khó giữ được tiền trong tay. Tân Hợi khá yếu đuối trong tình cảm, dễ bị sa ngã trước cám dỗ. Người mang mệnh thoa xuyến kim mà có kiểu sao ưa khoe khoang trong cung mệnh của lá súng tử vi thì lòng ham muốn hư vinh càng nhiều. Chữ Tân có nghĩa là toan tính, nên Tân Hợi thường có cuộc sống hôn nhân ít thuận lợi. Nếu khắc phục được những điều trên thì tiền bạc hanh thông phú, quý phát tài, hôn nhân hạnh phúc, cuộc đời khá thuận lợi. Bản thân người Tân Hợi hiền hòa, không có mưu đồ nhiều, nếu có cũng chỉ là những tính toán nhỏ,
chứ không đủ ác để thực hiện những chuyện gì quá ghê gớm. Tân Hợi khá bảo thủ cẩn thận nên dễ vụt mất cơ hội làm ăn tốt trong chuyện tình cảm. Mệnh chủ Tân Hợi rất chân thành, ôn hòa, biết thông cảm, lắng nghe và khả năng chịu đựng cao trong công việc. Những người tuổi Tân Hợi được đánh giá là chu đáo, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Họ luôn tự nỗ lực hoàn thành công việc dựa vào năng lực bản thân thay vì ỷ lại đồng nghiệp, nên luôn được quý mến và ghi nhận. Tuy nhiên, chính điều này khiến cho họ có tuổi trẻ tương đối vất vả, qua trung niên mới có được an nhàn. Vận trình vận mệnh của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, được dự báo qua 12 tháng sinh như sau. Tháng 1 âm lịch, tháng Giêng rơi vào tiếp Tân Xuân. Người tuổi Hợi sinh thời điểm này trong năm, thông minh mà hiền đức, là người có địa vị được tôn trọng kính nể, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới có thể làm nên đại nghiệp. Sinh vào tháng 1 âm lịch trong năm, tuổi Hợi có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước biết sau, kính già yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm. Là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên người tuổi này có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng. Họ còn có khả năng lãnh đạo, nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Tháng 2 âm lịch, đa phần dễ làm nên thành công vang dội. Địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Tuổi Hợi là người có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng tao nhã không hề thô tục. Đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì tuổi Hợi sinh tháng 2 âm, chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu. Họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Tháng 3 âm lịch, người tuổi Hợi có tháng sinh này sức khỏe cực kỳ tốt, tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình. Ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em. Mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Tuổi Hợi sinh tháng 3 âm lịch, luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy vậy ngược xuôi, nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình. Họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Tháng 4 âm lịch, những chú heo sinh tháng này thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, nữ mệnh số phú quý giàu sang, nam mệnh phát về điện trạch, bạn dễ có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều, may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Người tuổi Hợi tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo tỉ mỉ mọi chuyện. Bạn biết giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền không loạn. Khi khó khăn sẽ được quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Tháng 5 âm lịch, tuổi Hợi tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy không có quyền thế trong tay nhưng có thiên hướng phát triển về văn học nghệ thuật, có thể thành công nhờ thế. Người này có tham vọng lớn, nhưng đôi khi lại trần trừ, có gan nghĩ mà không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Xét về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận. Cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng. Tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả. Trung vận phải dựa vào sức mình, vượt khó khăn để có được điều mình muốn. Cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay. Hậu vận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Tháng 6 âm lịch, người tuổi Hợi sinh vào thời điểm này trong năm, học sâu hiểu rộng, là nhân tài hiếm có. Tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực, nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận. Vận mệnh thăng trầm khó định. Tuổi Hợi sinh tháng 6 âm,
bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc. Họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập. Tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Cuộc sống khá vất vả, tới 5 tháng tuổi già mới được an nhàn. Tháng 7 âm lịch, tuổi Hợi sinh tháng 7 âm, cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người và cũng chẳng mấy nhiệt tình cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời tuổi Hợi sinh tháng này khá bình yên, họ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người thân hết lòng giúp đỡ, nên muốn gì được nấy. Phúc lộc tự về, song bản mệnh cần ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự, phải bàn bạc thương lượng với người thân để tránh phạm phải sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Tháng 8 âm lịch, tuổi Hợi sinh tháng này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm, nhưng biết thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình. Từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường, người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm, số mệnh không quá tốt đẹp. Mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Tháng 9 âm lịch, xem vận mệnh của người tuổi Hợi theo tháng sinh. Đa phần những người sinh tháng 9 âm, trùng với tiết bạch lộ, tuổi Hợi sinh tháng 9 âm, tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ. Sống tự do thoải mái, tiêu dao với đời, nhờ những lại kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Hợi sinh ra đã có số hưởng phúc. Cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. Tháng 10 âm lịch, tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông, người tuổi Hợi sinh tháng này khoan dung đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng. Trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý kề bên, hậu vận cực thịnh. Nói vậy, nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh. Họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Tháng 11 âm lịch, tháng 11 âm là tiết tại tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận. Tuy nhiên vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ dàng, làm gì cũng có được thành quả. Cuộc đời hạnh phúc vô lo, vô nghĩ, chẳng chút ưu sầu. Vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo thanh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Tháng 12 âm lịch, người tuổi Hợi sinh tháng này, trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay. Trong đời có đận khó khăn, hung nhiều, cách ít, dễ bị tổn thọ. Tuổi Hợi sinh tháng 12 âm, cuộc đời trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho người tuổi này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang phú quý hơn người. Bản mệnh nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải. Đừng vội tuyệt vọng, hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực. Thành công rồi sẽ đến, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn và những ngày sinh đại cát của vận mệnh người tuổi Thân Hợi. Sinh năm 1971 như sau. Người tuổi Hợi sinh ngày mùng 4, có thiên phú thông minh, nhanh nhẹn, vận trình hanh thông đẹp đẽ, dáng vẻ tự tin, ham học hỏi. Mệnh có két tinh soi chiếu chủ về quyền thế và tài danh. Người tuổi Hợi sinh ngày mùng 6, bẩm sinh nhạy bén linh hoạt,
thái độ ứng xử chân thành và đáng tin cậy. Người này có nhân duyên tốt, sự nghiệp thành công, thường có nữ nhân giúp đỡ, nên nương nhờ vào đó để phát huy tài năng của bản thân. Người tuổi Hợi sinh ngày 23, trời sinh có năng lực lãnh đạo, được người khác kính trọng và ngưỡng mộ, bất kể là nam hay nữ đều có tài, gánh vác trọng trách, đạt được thành tích lớn, có sự nghiệp rực rỡ. Người tuổi Hợi sinh ngày 11, có cuộc đời phát triển như cảnh đẹp, tinh thần bất khuất, cương nghị, trí tuệ vượt trội, có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, gian nan, để tiến tới mục tiêu cuối cùng. Người tuổi Hợi sinh ngày 17, các vận chủ trì, trí lực đầy đủ, can đảm gan dạ, có đức có tài, giỏi về nhiều phương diện, cuộc đời ắt đạt danh lợi song toàn. Người tuổi Hợi sinh ngày 24, giàu có đức độ, sinh ra đã mang tài năng thiên bẩm, thu hút được người khác làm việc cho mình, luôn được tôn kính, có thanh xanh tốt, có tiền tài quyền thế. Người tuổi Hợi sinh ngày 29, số mệnh cát tường, không cần lo lắng cái ăn cái mặc, an nhàn vui vẻ, sự nghiệp thuận lợi, thịnh vượng, một đời hanh thông trôi chảy. Người tuổi Hợi sinh ngày 30, có trí lực siêu phàm, nhanh nhẹn, hoạt bát, suy nghĩ chu đáo, giỏi đề ra kế hoạch, có sự nghiệp thành công, một đời quyền cao chức trọng, có danh tiếng vang xa. 2. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ 53 tuổi về sau tới năm 60 tuổi. Mệnh chủ tuổi Tân Hợi bước vào năm 2024 Giáp Thìn, khi đã 54 tuổi, được đánh giá là năm có cung cát đan xen. Đồng thời hãy xác định tinh thần sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong cuộc sống vào năm 2024 này. Đặc biệt, trên phương diện sự nghiệp, người làm lãnh đạo cần tránh đưa ra những quan điểm độc đoán, bắt cấp dưới phải nghe theo, có thể chính bạn là người đang gây nên những bất mãn trong tập thể đấy. Chuyện làm ăn kinh doanh khá bấp bênh trong lúc này, lúc bạn thu được nhiều tiền về túi, lúc lại trắng tay. Thời điểm này, bạn cần thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Lơ là một chút là bị hãm hại ngay. Đồng thời, đừng vội vàng xúc tiến đầu tư. Hãy tìm hiểu kỹ càng thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Chuyện tình cảm cũng khá trầm lắng, khi vợ chồng bạn đều quá bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà không có nhiều thời gian quan tâm đến gia đình. Khi quan hệ đôi bên lạnh nhạt mà xung quanh lại có quá nhiều cám dỗ, bản mệnh nên chú ý giữ mình, chớ để bản thân sa ngã, gây tổn thương cho người thân. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, bởi vận trình từ năm 56 tới 60 tuổi của mệnh chủ Tân Hợi hứa hẹn có nhiều điều bất ngờ, mới mẻ đang chờ đón phía trước. Người tuổi này luôn tích cực hăng hái và nuôi chí lớn. Nếu gặp thời gặp thế, cộng với tài năng và sự cố gắng không ngừng, họ hoàn toàn có thể có được sự nghiệp hiển đạt, vị thế cao, được nhiều người trọng vọng, yêu quý. Họ có tính cách hào phóng, thường khẳng khái, trợ giúp mọi người nếu việc đó nằm trong năng lực của mình. Họ là người có ý chí rất kiên cường, nên một khi đã quyết tâm làm việc gì, họ sẽ phấn đấu hết mình để hoàn thành, thậm chí bỏ ngoài tai ý kiến quan điểm của người khác. Tuy nhiên, đôi lúc người tuổi này khá nóng vội nên có thể gặp phải thất bại. Do đó, hãy nhắc nhở bản thân suy tính kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Đồng thời, hãy học cách lắng nghe ý kiến của người xung quanh nhiều hơn. Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong hoạt động. Tuổi Hợi có thể khắc phục những vấn đề này bằng cách thực hiện những thay đổi phù hợp trong kế hoạch kinh doanh của mình. Với những người làm lãnh đạo, bản mệnh cũng chớ hành xử độc đoán, bắt buộc người khác phải nghe theo ý kiến của mình. Con giáp này cần học cách cân nhắc vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau, đồng thời thử lắng nghe quan điểm của người khác. Vợ chồng có chuyện gì không vừa ý thì nên trao đổi thẳng thắn, chớ giữ trong lòng hoặc cố tình nói lời mỉa mai khiến đối phương khó chịu. Nếu hai người chịu hạ cái tôi của mình xuống một chút, suy nghĩ cho người còn lại nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ dần được tháo gỡ. Sức khỏe của người tuổi Tân Hợi có thể gặp vấn đề do sinh hoạt chưa được điều độ.
điều quan trọng là chăm sóc sức khỏe thể chất thông qua các chương trình tập thể dục và ăn kiêng thường xuyên. Các hoạt động thể thao cũng sẽ giúp ích cho bạn. Có như vậy thì khi bước vào phần trình từ năm 61 tới 65 tuổi, mệnh chủ Tân Hợi mới không phải lo nghĩ quá nhiều về việc tốn kém tiền của chăm lo sức khỏe bản thân. Thời gian này, nếu mệnh chủ vẫn còn đang công tác thì không nên mất tập trung trong công việc, dù đó là việc bạn đã quen làm từ trước tới nay. Hung tinh có thể khiến cho những sự cố xuất hiện bất cứ lúc nào, nếu không chú ý, có thể rơi vào cảnh không kịp trở tay, tình hình tài chính không có nhiều biến động, chủ yếu bản mệnh vẫn thu được một khoản túc tắc từ những hoạt động buôn bán, kinh doanh quen thuộc. Vì đã kinh doanh lâu năm nên bạn có một lượng khách hàng ổn định, không quá lo lắng đến sự cạnh tranh của đối thủ. Quan hệ không mấy yên ấm, bạn cảm tưởng như nửa kia của mình đã thay đổi, luôn cố tình hoặc đưa ra yêu cầu nghiêm khắc bắt mình phải nghe theo. Nếu có gì không hài lòng, thì bạn nên chia sẻ thẳng thắn với đối phương. Đừng giấu trong lòng dù nảy sinh cảm giác khó chịu, bức bối. Giai đoạn từ 66 tới 70 tuổi, mệnh chủ tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Đây là độ tuổi bản mệnh cần sự nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, bồi bổ cho sức khỏe, hạn chế làm việc quá sức, nên giữ cho tinh thần được thoải mái, đời sống an lạc vô tư. Về mặt tài chính, dù không có biến động lớn, nhưng việc duy trì nguồn thu từ những hoạt động kinh doanh sẽ mang lại sự ổn định về tài chính trong khoảng thời gian nhất định, nhờ vào lượng khách hàng trung thành và kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Người làm công ăn lương đã có khoản tích lũy hưu trí ổn định. Trong quan hệ cá nhân, có thể xuất hiện một số trục trặc, cảm giác về sự thay đổi trong thái độ của nửa kia, từ sự cấu kỉnh đến những yêu cầu nghiêm ngặt, có thể gây ra một số căng thẳng. Để giải quyết điều này, giao tiếp cởi mở và chia sẻ với nhau về những bất đồng và cảm xúc tiêu cực. Bản mệnh cần phải lưu ý trong việc giao tiếp, ứng xử để gắn kết các mối quan hệ xung quanh tốt đẹp hơn. 3. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, sinh năm 1971, hợp với những số nào? Trong vũ trụ thì mỗi con số đều có một vận mệnh và chúng tác động qua lại lẫn nhau. Đối với nam, nữ sinh năm 1971, tuổi Tân Hợi, muốn mọi việc luôn thuận lợi và may mắn, cần chọn các số sau đây. Với nam mạng hợp với số 34, với nữ mạng hợp số 8602. Những số kể trên nam và nữ Tân Hợi nên áp dụng khi làm biển xuống xe, mua sim điện thoại hay là ký hợp đồng với đối tác. Màu sắc phong thủy cũng là yếu tố mà người sinh năm 1971 cần chú ý khi áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chọn đúng màu tương sinh sẽ giúp mọi việc diễn ra như ý, thuận lợi, ít gặp xui xẻo, màu sắc hợp và kiên kỵ. Với mệnh chủ sinh năm 1971, Tân Hợi sinh năm 1971 thuộc mệnh kim nên cần ưu tiên chọn màu sắc thuộc mệnh thổ và thủy. Chẳng hạn như các gam màu xanh dương, đen thuộc hành thủy có khả năng mài dũa, gột rửa giúp vàng sáng sủa, đẹp và quý phái hơn. Các gam màu xám, trắng, bạc thuộc hành kim rất tốt trong mệnh thoa xuyến kim, giúp mang lại may mắn, kích thích nguồn năng lượng tích cực cho bản mệnh, nhất là những đối tượng độc thân, muốn gặp may mắn trong tình duyên nên thường xuyên sử dụng màu này. Các gam màu vàng, vàng sậm, nâu, nâu đất thuộc hành thổ cũng có tác dụng tương sinh nên phù hợp với người mệnh kim, chung giúp kích thích những suy nghĩ tích cực, thu hút vận may, xua đuổi tà khí, đeo bám gia chủ. Mệnh thoa xuyến kim nên kiêng kỵ những màu sắc thuộc mệnh hỏa, bởi hỏa khắc kim, và mệnh mộc, bởi kim khắc mộc. Chẳng hạn như các gam màu đỏ, cam, tím thuộc hành hỏa, dễ nung cháy, thiêu đốt, ảnh hưởng tới bản mệnh khiến đối tượng tuổi này ít gặp may mắn trong mọi việc. Các gam màu da trời, xanh rêu, xanh lục, xanh lá thuộc hành mộc cũng không tốt cho phản mệnh thoa xuyến kim, cản trở năng lượng và thu hút âm khí, không tốt cho sức khỏe tình duyên. Vật phẩm hộ mệnh tuổi Tân Hợi,
Nếu bạn phân vân chưa biết nên mua vật phẩm phong thủy nào thì hãy tham khảo các lá bùa hộ mệnh dưới đây. Vòng đá mã não màu trắng tự nhiên. Đeo vòng đá mã não màu trắng có tác dụng kích thích nguồn năng lượng dồi dào, làm cho bản thân trở nên linh hoạt, dễ gặp được quý nhân và tránh xa kẻ thù. Mã não trắng còn giúp ngăn chặn nguồn năng lượng tiêu cực, khiến cho bạn cảm thấy tinh thần thư thái bình yên. Vòng đá thạch anh, cuộc sống hiện tại của bạn nếu như luôn gặp trở ngại, khó khăn chồng chất thì hãy thử đeo vòng đá thạch anh. Bạn nên tham khảo các mẫu vòng có màu trắng, xám, đen hoặc xanh dương. Chúng sẽ giúp giải phóng nguồn năng lượng xấu, cải thiện sức khỏe và tinh thần cho người sử dụng. Đá mắt hổ. Được biết, trong phong thủy, đá mắt hổ có tác động rất lớn tới tinh thần, nhờ đưa nguồn năng lượng tích cực, giúp người đeo luôn cảm thấy mạnh mẽ, tự tin trong mọi việc. Đặc biệt, vật phẩm này còn giúp đầu óc tỉnh táo, minh mẫn khi quyết định những việc trọng đại. Quý vị thân mến, con người khi tồn tại trên cuộc đời cần khẳng định bản thân, tìm ra mục tiêu và giá trị cuộc sống cho chính mình. Trong vài chục năm nhân sinh ngắn ngủi, ai ai cũng nỗ lực để tìm ra thước đo mà mình mong muốn, từ đó phấn đấu để hoàn thiện bản thân theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Người tìm ra mục đích đúng thì hướng đi sẽ đúng. Người xác định được mục đích chưa chính xác sẽ mắc sai lầm trên đường đời. Có người coi nhan sắc là thước đo, nên ra sức làm đẹp, ra sức phẫu thuật thẩm mỹ để mình rạng rỡ hơn, hoàn hảo hơn. Theo đuổi cái đẹp không xấu, nhưng cái đẹp chân chính là cái đẹp phù hợp với thời gian. Con người càng già đi thì dung nhan cũng theo đó mà thay đổi. Không một ai có thể mãi mãi được ở tuổi 20, nên thước đo này chỉ là nhất thời, phù phiếm. Có người tin tưởng rằng tiền tài là giá trị quan trọng hữu hình nhất, song tiền là công cụ, nhiều tiền sẽ làm được nhiều việc, nhưng có rất nhiều thứ thì không mua được bằng tiền. Ví dụ như tình bạn chân thành, tình yêu sâu sắc, tình thần ấm áp, hay trí tuệ, sự lương thiện đều không thể trả giá được bằng tiền. Con người trên thế giới này sống với nhau, không sống với tiền, có người thì lại hướng tới địa vị, danh vọng, và người thì càng ở vị trí cao thì càng có giá trị, sai lầm. Với người con thì người cha, người mẹ có giá trị hơn là chủ một công ty lớn. Với người đau khổ thì người có thể chia sẻ, an ủi, lại có giá trị hơn một lãnh đạo cao cấp. Bạn giỏi giang, thành công chưa chắc đã là người có giá trị. Vậy thước đo chân chính trên đời này là gì? Lời Phật dạy về giá trị con người nhấn mạnh tầm quan trọng của đức hạnh, phẩm chất đạo đức cao đẹp. Nhà sang phải tàn, tiền tài lúc có lúc không, địa vị không theo tới suốt đời, chỉ có phẩm hạnh là thuộc về mình, được bồi đáp án nâng cao hàng ngày. Dù già hay trẻ, giàu hay nghèo, quyền cao hay thường dân đều không ảnh hưởng. Lời Phật dạy, người có đức hạnh thì nhan sắc không tầm thường, bởi tâm sinh tướng, tướng họ thể hiện thái độ sống, khí chất toát ra từ nội tâm ra bên ngoài. Người còn đức hạnh thì tiền tài không thiếu, bởi lương tri tạo ra vật chất, cảm thấy đủ, tức là đủ, tiêu đồng tiền chân chính, không phải lo sợ mất ăn, mất ngủ. Người có đức hạnh ắt có chức vị, ít nhất là chức vị trong lòng những người xung quanh được kính trọng và yêu mến. Con người gắn kết với nhau từ lương tâm, từ những thứ tình đạt lý, từ tình cảm. Đó là mối dây bền vững nhất, chắc chắn nhất, tuy mỏng nhưng lại vô cùng dẻo dai. Giá trị của một người có sẵn từ khi sinh ra, bởi nhân chi sơ, tính bản thiện, lòng thiện chính là giá trị cao nhất, nguyên bản nhất, qua ngày tháng, từ lòng thiện, bồi đắp thêm các đức hạnh tốt đẹp khác để hoàn thiện, và có chí, có dũng, có tiếng, có nghĩa, có lẽ, và chung quy lại Phật dạy về đức hạnh. Chính là dạy về cách trưởng thành đúng hướng, sự thông thái là món quà lớn nhất mà tự nhiên ban tặng cho loài người, mà rất nhiều người đã không biết nhận lấy nó. Muốn có được sự thông thái phải chịu khó học tập, càng học hỏi nhiều, càng tích lũy được nhiều kiến thức, con người càng hiểu biết, mở mang, nhận ra đâu là đúng và đâu là sai. Người có đức hạnh sẽ có trí tuệ cao hơn một bậc so với người vô minh. Người đau khổ nhất là người thiếu đức hạnh.
Người nghèo khổ nhất chính là người vô minh, khi trong đầu không có kiến thức, trong lòng không có thiện lương, trong người không có dũng khí, thì sự tồn tại trên đời chỉ khiến bản thân chán nản, người khác không nhìn nhận mà thôi. Lời Phật dạy về giá trị con người không hô hào bất cứ ai phải khẳng định mình một cách to tát phô trương, mà chỉ cần tự răn mình, tự sửa mình, tự tu tập và hướng tới những giá trị chân chính, thì dù không lên tiếng, tất cả mọi người cũng đều phải quan tâm tới sự có mặt của mình. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Vận đỏ ập về, sự thật cả đời vất vả, Tân Hợi, sinh năm 1971, từ nay về già tới năm 60 tuổi, hợp vía thần tài, phát tài nổ lớn, trúng lộc lớn vô cùng, tiền quyển kéo về ào ào, vươn lên giàu có rực rỡ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử Vi Việt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.